Hello, xin chào cả nhà đã đến với kênh Mai Linh Finland nha. Hôm nay Linh check out từ nhà, từ cái ngôi nhà ở hòn đảo mà mấy ngày nay Linh có quay với các bạn. Đây là đống đồ của vợ chồng Linh, Linh sẽ quay cho các bạn xem. Mang đi cho đã, mang đi cho nhiều vô rồi giờ mang về cũng cực lắm các bạn. Đây, Linh quay cho các bạn xem. Đây là những gì mà hai vợ chồng Linh mang đi và bây giờ phải mang về. Những cái hoạt động mà vợ chồng Linh chuẩn bị đi và chuẩn bị về đây. Ở trong này không có giục rác, không có bãi rác, các bạn phải đem rác ra thành phố và giục nè. Và mấy cái can này là can nước nè, can mình lấy nước ở từ thành phố vô đây đi uống á. Mấy này là chai lọ rồi. Bên này họ kỹ lắm, rác rồi chai lọ rồi họ không có để tùm lum tùm la đâu các bạn. Ở đây hả, không có điện, không có nước, không có wifi, nhưng mà cuộc sống sống như vậy rất là thích luôn các bạn. Linh rất là thích cái cuộc sống như vậy, và kiểu như vậy nhìn quay lại cái thời hồi đó không có internet của tuổi thơ, tuổi trẻ trâu của tụi mình đó các bạn. Giờ được sống lại thấy cũng vui, rất là yên tĩnh. Linh thích cái sự yên tĩnh đó, bình yên ở đây nè. Đó, nước thì trong veo, các bạn thấy không? Nước trong thấy cá dưới luôn á. Rồi chim chóc rồi nó kêu, rồi đi tàu ra biển lưới cá với lại câu cá. Rất là vui. Giờ Linh đang check out về, Linh sẽ quay cho các bạn xem cái hành trình check out của vợ chồng Linh nha. Này, nắng quá Linh phải đội cái nón này mới chịu nổi nó. Nắng lắm các bạn, nắng nóng. Nắng có bên này nó có hai mấy độ thôi mà nó nóng người lên luôn. Nhưng mà nắng thì nóng, gió thì lạnh. Ngộ vậy. Vừa nắng vừa gió. Đây chồng Linh, ông đi áo phao cho Linh. Đi được. Nó mặc áo phao mới đi tàu này được các bạn. They can see from up there. Lots of places. Hotel, rooms over there, and then these nearest buildings are for shower and that for people in the boats. Okay. Yes, toilet and shower, yeah. And the rest are hotel, okay. Hotel rooms. Okay. Mọi người, đây là bến tàu lớn nhất để mọi người có thể đặt. Wow, it's a big boat. Yes, that is one of those boats that takes cars. Giống như cái phà vậy các bạn. Okay. Này giống như cái phà vậy các bạn. Phà có chở xe hơi được luôn nha. Ta đẹp hơn bên mình nhiều. Đây, mọi người đang enjoy ở đây. Ở đây là những cái resort vậy đó các bạn. Resort rồi bến tàu, khách sạn, có shopping, có siêu thị, có tắm hơi, đó có bãi biển. Có đầy đủ hết. Cả ở đây. Đó là quán cà phê nha các bạn. Có quán cà phê đó. Bây giờ Linh phải chất đồ lên đây. Ok các bạn ơi, giờ Linh cũng lên chất đồ lên xe xong rồi. Giờ chồng Linh đi về đây. Giờ là tiết mục chào hỏi. Tiết mục chào hỏi và cảm ơn. Đây xe của vợ chồng Linh đây.
Okay, Kita, Kita, bye bye. Thank you for coming. Yes, Kita, thank you so much. Yeah, thank you for some good things. Yeah. Everything, everything first time in my life, and I love it. Yeah. Yeah. Yes. Yeah. Sometimes you can even drive with a car to them. Not every Mökki is in the archipelago, so that you need to have a boat. Yes. But, anyway, so the Mökkis are the server places. Yeah. And then the sauna and swimming are usually. I love sauna. Yeah, yes, and this one, I love it. It's massage for my skin. Yeah. You know? Yeah. It was a surprise to you. Yeah, it's very surprising. Yeah. Okay, bây giờ hai chồng Linh lên xe đây. Để các bạn, trên đường Linh về là có đi ngang cái bến tàu rất là đẹp luôn. Để Linh sẽ quay cho các bạn xem cung đường, cảnh quan là như Đà Lạt. Ở trên bờ đường khô này thì như Đà Lạt, còn mà đi ngang biển á, thì có cái cầu đẹp chưa, đi ngang biển á, thì cảnh quan y như là Vịnh Hạ Long đó. Vịnh Hạ Long với Đà Lạt meet together. Yes. Chưa các bạn, đây cũng có cầu, đây cũng có biển. Nói chung là Việt Nam mình có gì họ có hết cái đó, nhưng mà nó là đẹp hơn thôi. Yeah. Nói sao cho nó hay không biết nữa. Cứ mỗi lần mà Linh cầm máy Linh quay á. Các bạn ơi, hay chồng Linh lái xe cũng mệt rồi, nên giờ kiếm chỗ ghé nhà hàng ngay chỗ bến tàu này ăn trưa. Mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Đẹp lắm các bạn ơi. Đây các bạn ơi, mọi người đẹp chưa? Mọi người thấy cảnh quan này đẹp không? Linh bây giờ Linh anh đi vô đây, vô nhà hàng để ăn trưa đó các bạn. Thấy đẹp không? Đây bến tàu nè. Ăn trưa ở đây rất là lãng mạn, rất là lịch sự sang trọng. Nhà hàng đẹp quá các bạn ơi. Sao đây? Có nhà hàng kìa. Vừa đẹp vừa sang trọng nữa. Đẹp quá các bạn ơi. Đi qua cho các bạn xem. Có cái quầy ăn của người ta nè. Cái quầy bar mà đẹp chưa. Nó ngồi ăn ngắm ra biển nè. Không gian cực kỳ đẹp luôn, mát mẻ. Đây các bạn ơi, nãy nó đẹp lắm, giờ Linh trộn lên này nó xấu rồi. Hai chồng mình ăn món cá, còn Linh thì ăn bò nướng, ăn rất là ngon luôn. Coi cái vị ăn, rồi làm cái sốt đây nè, sốt cam đó các bạn, rất là nói chung là vừa miệng, ăn đậm đà ngon. Hai vợ chồng Linh ăn trưa như đây, ăn trưa ở nhà hàng này, view nhìn ra bến tàu nha các bạn. View thì nhìn ra bến tàu. Vợ chồng mình tính ăn ở trong, nhưng mà ở trong nóng lắm, nên ra ngoài này ăn cho nó mát. Thôi lên enjoy đây. Ok, xin chào mọi người. Hồi nãy là Linh ăn ở trong nhà hàng á, Linh không có
chuyện cho các bạn. Cô Linh chỉ quay video cho mọi người xem là hai vợ chồng Linh ăn cái món gì thôi, chứ Linh quay Linh không có ngồi vừa ăn vừa thưởng thức và vừa nói cho các bạn nghe cái món nó như thế nào, như thế nào, như thế này như kia đâu. Tại vì ở trong nhà hàng nó rất là lịch sự, mọi người ăn á, chồng Linh lấy máy Linh quay, ông nói là chỉ quay đồ ăn thôi chứ đừng có nói chuyện. Tại vì mọi người đến nhà hàng ăn là chỉ để enjoy, chỉ để là thưởng thức món ăn thôi, họ muốn yên tĩnh chứ đừng có nói chuyện lớn quá là phiền họ, mất lịch sự á. Nên là Linh thấy thấy cũng mua hợp lý, cũng ok nên thôi, nên không có quay nhiều. Và bây giờ hai chồng Linh đã ra xe để đi về và kết thúc chuyến đi của Linh trong bốn ngày qua chứ. Linh thấy cảm nghĩ của Linh về cái chuyến summer cottage này là rất là enjoy, nó khiến cho mình cảm thấy bản thân mình được trở lại với cuộc sống mình hồi đó. Các bạn, cuộc sống của Linh hồi trước đó là sống hồi đó ai cũng vậy mà, hồi đó sống trong rẫy không có điện, không có nước, không có chung lệnh. Nói chung là nó gần như là giúp mình trở về bởi vì trở về đến tuổi thơ, thấy cũng vui hạnh phúc nè, yên tĩnh. Thứ nhất là yên tĩnh, Linh lấy chồng Linh tới giờ, từ lúc Linh lấy chồng Linh tới giờ cái Linh rất yên tĩnh lắm các bạn, không có thích ồn ào sống ở thành phố đâu. Ví dụ như hai chồng Linh ở xa thành phố hơn 50 cây, hai chồng mà thích đi chơi lên phố chơi là book khách sạn, hai chồng Linh đó ở khách sạn rồi chơi nè, ăn buffet buổi sáng nè, ăn buổi trưa nè, tắm hồ bơi, có spa, sông nè, tắm hơi này kia nọ. Nói chung là họ có đủ luôn các bạn, mong muốn ăn gì tối đó ăn chơi xong hai ba ngày gì đó rồi cái đi về nhà lại, không gian yên tĩnh nó sẽ hợp với mình hơn đó các bạn. Nên là Linh rất là thích yên tĩnh, từ lúc lấy chồng đến giờ Linh bị lay luôn. Ở đó thì thích xô bồ chứ bộ, bây giờ thì chỉ thích về những cái khu yên tĩnh chơi với người già chứ bị lay các bạn. Bạn Linh toàn là người già thôi. Và tổng kết cái chuyến đi của Linh là Linh cảm thấy rất là vui và hạnh phúc, vợ chồng Linh luôn có những cái gian tiên. Nói chung là sau những chuyến đi thì Linh cảm thấy hai vợ chồng Linh càng lại gần nhau hơn một xíu nữa, là ý là yêu nhau hơn nhiều xíu nữa, hiểu nhau nhiều hơn xíu nữa, và cũng không có vấn đề. Bên lúc trước là mới qua du lịch hà hà kiểu như Linh họ chồng Linh không hiểu Linh và Linh cũng không hiểu ổng, kiểu nó bị sốc văn hóa đó các bạn, nên là cũng hơi khó. Có nhiều vấn đề nhưng mà cũng là nhỏ thôi, nhưng mà bây giờ thì hoàn toàn khác, bây giờ thì chỉ có hạnh phúc enjoy thôi các bạn. Và bây giờ Linh đang trên đường về nhà thôi, chắc Linh kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Các bạn xem, các bạn nhớ đừng quên là bấm cái nút mũi tên màu đỏ bên góc phải màn hình để đăng ký kênh của Linh.